Xin chào quý vị và các bạn. Khu vực Bắc Bộ nằm trọn trong khối không khí lạnh lục địa ổn định, bản chất lạnh và khô nên không mưa, tiết trời khô ráo. Trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất đạt mức 19 đến 22 độ. Đến đêm và sáng nhiệt độ hạ thấp dưới ngưỡng 13 độ, vùng núi có nơi còn dưới 9 độ, trời rét buốt. Chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm cao, quý vị và các bạn lưu ý để mặc trang phục cho phù hợp. Tại thủ đô Hà Nội không mưa, thời tiết hanh khô, nhiệt độ trưa và đầu giờ chiều tăng lên ở khoảng từ 21 đến 22 độ, rất thuận lợi cho giao thông và việc hong phơi đồ dùng của người dân. Chỉ lưu ý là về đêm và sáng nhiệt độ sẽ hạ dần, thấp nhất ở dưới mức 14 độ. Với miền Trung, hình thế gây mưa suy yếu nên mưa giảm nhanh, chỉ còn rải rác ở khu vực Trung Trung Bộ về đêm và sáng với lượng không lớn. Nhiệt độ duy trì ở mức thấp tại các tỉnh phía Bắc. Trời rét, còn các tỉnh từ Phú Yên cho đến Bình Thuận, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 26 đến 29 độ. Với thành phố Đà Nẵng, phổ biến không mưa, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là từ 21 đến 22 độ, cao nhất cũng chỉ lên đến 25 đến 26 độ. Quý vị chú ý trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe. Các tỉnh còn lại thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục kéo dài thêm chuỗi ngày khô ráo không mưa, trời có nắng nhẹ. Nhiệt độ trưa chiều tại khu vực Tây Nguyên ở khoảng là từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ sẽ dao động với mức nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, trời có nắng từ sáng tới chiều muộn, tuy nhiên cường độ nắng không quá mạnh. Nhiệt độ cao nhất hôm nay đạt mức 31 đến 32 độ. Đêm tối và đêm hạ về dưới mức 26 độ, trời dịu mát. Dự báo trạng thái tạnh giáo sẽ còn kéo dài tại các tỉnh phía Nam nên thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân địa phương.